Ngay chỗ Lê Hồng Phong luôn nhá. Ăn đây là con lạp xưởng của bánh gai. Và bánh không gai. Xíu lạp xưởng. Xíu máu cũng ở ngay Lê Hồng Phong con. Không, nhưng mà không có xíu máu. Lạp xưởng ở Lê Hồng Phong là ở đối diện cửa hàng điện thoại. Bạn có không nhớ số? Nào ơi, biết rồi, đối diện hàng điện thoại đấy có bao nhiêu hàng điện thoại không có cái chỗ ấy thôi, cái chỗ nó đi bán buôn mà con nhớ cái cửa nhà hương mà đắt quá. Ừ. Cái thằng trước đắt quá. Thế rồi. Lượng khách nó ít mà. Ừ, với lại nó. Nó cũng muốn giữ cái ấy, giữ cái thương hiệu. Khách sạn Vị Xuyên này là khách sạn nhà nước ngày xưa. Giờ nó cổ phần hóa chứ còn. Ông mất là cả nhà mình về ở cái khách sạn này đấy nhỉ. Ông nhắn lại cho anh số tài khoản đi. Có cái trường học ở chỗ này nó hê luôn đi nhỉ Thái nhỉ. Hê luôn đi đẹp. Ừ nó hê đi nó. Ừ, mới đẹp. Rồi, Linh nha. Chuyển cho chị này nha. Cầm đi, xem check đúng chưa. Mấy cái hàng cà phê dọc đây ngon thế ạ. Ừ mà lại rẻ ăn Hà Nội bao nhiêu. Sao chị ăn? Mà ngon cứ ngon luôn mà nóng mà. Ngay hồ cà phê thường ấy. Cà phê nâu ấy. Nó ngồi uống. Ngon ghê. Không. Mà cảnh đẹp. Có cả nước nôi bể nước rồi cả thứ. Đẹp. Sao Hà Nội đắt thế. Ở trong cái quán anh 55.000 Cappuccino. Bên chỗ Phúc cũng gần bằng ấy đúng không? Nhưng ở đây rẻ lắm, có 30.000 thôi. Mà có cốc nâu nóng mà có cả đèn điếc các thứ có 25.000, 20.000. Mà ngon. Mà lại còn chất lượng ấy. Uống thì biết ngay. Kinh lắm, dân miệng sợ lắm. Đến Lê Hồng Phong rồi đấy. Thấp mà. Bông ơi, Lê Hồng Phong và đối diện hàng điện thoại thì không biết là cái nào. Đây, đi, anh đi lên đi. Đi lên đi. Đây là nhà anh Tuấn. Không. Đây qua cái ngã 34 này. Qua cái ngã tư này. Đây là siêu báo nha, bà Bình này cũng mua này. Siêu báo bà Bình cũng mua này. Đi thẳng lên, đi thẳng lên đi. Đây điện thoại thì rất nhiều đây này. Công phố này là nhiều hàng mà điện thoại thế. Anh cứ lên đi. Phố điện thoại. Đúng phố điện thoại. Mà lại kêu là đối diện với hàng điện thoại. Đây bên cả phố kia nha, bên xúc xích Đức Việt này. Xúc xích Đức Việt này có hàng này không? Hay là Thanh Hương? Xúc xích Đức Việt hay Thanh Hương? Nhà cô là cô vẫn mua hàng ở nhà Thanh Hương, vẫn buôn. Đấy, còn nhà cháu cũng mua đâu, bên nào nhìn xem ạ. Bông nhớ hàng nào không? Nhà bên này ạ, à, nhà nhỏ này ạ. Nhỏ bên Thanh Hương cái gì? Nhà này, Thanh Hương, nhà này ạ. Ừ, thôi đấy, em mua đi. Đấy, em mua đấy, mua đi. Thanh Hương ngon hơn chẳng hạn. Ai biết Thanh Hương không? Đây này, đấy Vinh bảo thế. Mở cửa bên phải, đừng ra bên đấy nguy hiểm. Một
tô nhiều quá. Đâu, cô có ra đâu. Nào, mua đồ ăn Tết, mua đồ ăn vặt. Đây, tiền lấy mua đi. Vâng. Tự nhiên mình đậu chỗ này hơi bị kẹt chân này. Cái thằng kia nó cũng đậu. Thằng kia nó cũng đậu ở đấy. Tiến lên tí đi. Tiến lên tí cho nó an toàn. Lên bán vỉa hè. Vì cái thằng bên kia này có một chiếc xe nó đậu. Nhưng nghĩ trên kia mà có nhà đóng cửa đấy. Mình muốn lên không? Lên phố cho mình á? À? Lên đuôi trên này này nó đã có nhà đóng cửa chỗ. Thôi chung nó phải đi bộ. Từ nào mình qua phố cũ đằng kia nhà mình xong rồi đi vòng qua đấy xem nào. Xe hàng sau ấy. Đi vòng qua đấy xong rồi là mình sang bên Hai Bà Thi luôn. Dạ, đúng không? Tại vì cái thằng kia nó đỗ đấy đang ra mình bị cái đường này nó thắt lại. Chắc là bọn nó chửi mình ghê lắm. Lầm bầm đấy. Nó lầm bầm chứ nãy giờ đấy. Hay là mình đi lên trên kia nhỉ. Anh nghĩ là đi lên trên cho nó. Đấy, đi lên trên. Có lần nó sẽ bị khó. Nó sẽ bị nó chửi mình. Lên đây thì nó cũng chửi mình. Đối với cửa hàng nhà nó không mua gì. Với cái bánh này cũng ngon này. Tân Anh này ngon đấy này. Tân Anh này là cũng được này. Tân Anh này là vẫn được đấy. Ừ, mà nó cũng lâu đời đấy. Thực ra bây giờ mình không như ngày xưa mình đói. Nhờ. Yeah. Cái phố này đi qua, đi nhớ cái phố Hoàng Quán Thụ này. Ăn những loại này. Làm gì có tiền mà được ăn. Tết mới được ăn. Thứ hai nữa là đi Tết qua cái... Đi. Anh nhớ nhá, em Tết em lấy bột mì em đi làm bánh về ăn nhá. Ừ. Thuê tiền người ta để làm bánh ấy. Nhớ còn đi qua cái chỗ phố Hoàng Quán Thụ ngày xưa người Tàu họ vẫn ở nhiều ấy. Buổi mùa đông nó nấu mì mần thắn với phở thơm phức mà bụng thì đói, tiền thì không có. Ốm mới được ăn nhỉ? Yeah. Ốm mới được ăn một bát phở mà lại còn trộn với cơm. Cho nó no. Ừ. Ốm thì bố mẹ mới mua một bát phở, mới dám mua một bát phở. Hoặc bát mì mần thắn. Đấy, giỏi đi thôi. Bây giờ nhá, tất cả cẩn thận nhá, đi qua phố như mình dễ gặp các bác lắm nhá. Sao anh mới ăn nó được hai cái mà đã xong hết rồi? Này, đi qua phố này để tắt luôn sang đường Bà Thi nhá. Anh thấy gói to phết, gói này được cân rồi. Chung hết kính lên. Họ vẫn nhìn xem mình. Lẽ ra làm thêm gói nữa nhỉ, cân mà có 100.000 thì rẻ. Thì nó quay lại, thôi mua không? Thôi thôi thôi. Bác vẫn đang làm việc ấy. Bây giờ họ cũng biết xe mình đấy. Đây là cái ngõ Văn Nhân này, ngày xưa phở thơm phức. Nhất là mùa đông nó bay tận đến nhà mình. Chứ không phải không. Nhưng mà hồi đói thấy không nhận không? Đói cái gì nó cũng ngon.